Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, ngày có lúc nắng nhẹ, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 90%. Khu vực miền núi phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông, ngày có lúc nắng nhẹ, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ và rông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 87%. Thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 5, trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, ngày có nơi nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 92%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.